Anh chị em và cô dì chú bác dồi dào sức khỏe nha, đầy sức khỏe và tràn đầy năng lượng nha. Bữa nay tiếp tục mình làm công việc hàng ngày, khóa xe độ xe thôi các bạn ơi. Và bây giờ cũng nắng lên rồi, thôi bây giờ mình vô công việc mình làm, mình tiếp tục mình hạ cái cầu nữa rồi, hạ cầu xuống, tại vì mình thấy nó càng cao quá, mình hạ cầu xuống cho nó nằm trong lòng lòng nhíp. Đây nó, bây giờ mình bữa nay bây giờ mình hạ cầu, mình tháo cầu ra, tháo ốc ra, tháo hàng ốc ra, cái đẩy đẩy cầu ra, tháo hàng ốc đẩy cầu ra, xong cái mình quay cầu lại, cái mình cho nó nằm trong, cái mình bắt ốc lại nha các bạn. Rồi thôi bây giờ mình làm gì với nhau ăn nha. Giờ mình tháo cầu rồi, tháo cái bút ốc đĩa ra lại, giờ mình tháo rồi, giờ mình tháo rồi.
Chùi lỗi các bạn. Đó, bây giờ mình tháo, mình hạ nhíp xuống luôn nè. Đó, hạ nhíp hai bên luôn các bạn. Bỏ bên kia, bên đây. Đó, giờ mình hạ xuống. Rồi cái mình kê đội mình hạ xuống, mình cho cầu vô, mình bắt lòng dưới các bạn. Bắt lòng dưới. Đó, bắt lòng dưới, bắt lòng cho cầu nằm dưới, cho cầu nằm đây. Là gầm sẽ hấp xuống lại các bạn. Rồi mình tiếp tục làm nha các bạn. Cứ từ từ tình tạm tìm cách nào dễ dàng mình làm các bạn ha. Có hai mình thì nó nhẹ một tí, ví dụ ginh ba đồ nặng thì nhẹ một tí. Xe này chiều dài cho nó cũng dài luôn các bạn, chiều dài cũng 5 mét à. Nhẹ
ngang 2 m, ngang 2 m, cái trục bánh 3 m, 4 m mấy á. Rồi thôi, rồi để mình tắt mình làm cho nó thoải mái nha các bạn. Rồi mình chào các bạn nha. Đây, mình đã hạ gầm xuống rồi nè các bạn. Đó. Mình đã hạ gầm xuống thấp rồi nè. Không. Bánh xe thấp xuống rồi nè các bạn. Đó. Đây, nhíp mình cho nó nằm như trong đây. Đó. Các bạn thấy không? Cầu rồi là cho nằm trong hết rồi. Nằm dưới nhíp rồi nè. Đó, giấc sáng là mình nó nằm trên nhíp, giờ mình cho nó nằm xuống nhíp rồi nè các bạn. Đó. Ok các bạn ha. Giờ gầm thấp rồi nè. Đó, hấp tè luôn rồi. Đó, bây giờ là mình siết ốc rồi xong xuôi hết, cái là mình đo mình làm cái phần đầu. Mình đo khoa đo mình làm cái gầm cái phần đầu các bạn. Phần sắc si phần đầu á. Rồi thôi chào mấy bạn nha, mình làm cái vlog này tí xíu thôi, rồi mình làm tiếp, mình làm cái phần đầu và mai mình quay chia sẻ cho anh em xem clip vlog của mình ha. Đó, mình làm vậy cho nó thấp xuống mấy bạn, thấp xuống rồi chỉ tại vì chiếc xe nó chiều cao có 1m1 à. Đó, cái mẫu bữa mà mình làm cái vlog trước á, mà mình khoe mấy bạn cái mẫu đó, đó là mình làm theo mẫu đó. Kệ mình gắng mình làm chiếc cho nó hoành tráng, cho nó đẹp đẹp dễ thương các bạn ha. Rồi thôi, mình chào các bạn, hello các bạn nha. Hello các bạn, hello cô dì chú bác nha. Rồi mình làm tiếp đây, nhưng mà mình qua nhiêu đây được rồi, nó cũng dài rồi. Rồi bye 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 bye.